Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Quý vị đang quay trở lại với phần 3 của chương trình Thời sự Thế giới. Và thưa quý vị, cách đây 2 tháng thì có một cái đầu người được cảnh sát tìm thấy ở Chicago. Nhưng mà khi đó thì một cái đầu người với lại một vài phần thi thể mà thôi, cho nên cảnh sát không thể biết được là của ai. Thì lúc đó họ cứ nghĩ đây là một cái đầu của một người đàn ông. Nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị, thì chiếc đầu này, đây là hình ảnh lúc đó cảnh sát đưa ra cái bản vẽ này để kêu gọi mọi người có nhận ra đây là ai hay không. Thì nhưng mà ngày hôm nay thì cảnh sát đã xác nhận được chiếc đầu này là của cô Quesola Mims, một phụ nữ 20 tuổi. Thì chiếc đầu của cô được tìm thấy ở công viên tên gọi là McKinley Park, thưa quý vị. Đây là cái công viên này. Thì mẹ của nạn nhân là bà Rosalind đã gọi cho cảnh sát, bởi vì bà nhận ra cái bản vẽ này và bà nghĩ đây là con gái của bà. Là bởi vì lần cuối cùng bà nhìn thấy cô là vào ngày 21 tháng 9. Bà nói chuyện bởi vì là cô vừa khoe là cô nhận được một công việc mới, nhưng mà rồi cô đã không đến sở làm và từ đó không ai nhìn thấy Quesola nữa. Thì cảnh sát cho biết là cái hiện nay công việc điều tra của họ gặp khó khăn là bởi vì chỉ có một vài phần thi thể được tìm thấy mà thôi, cho nên là họ vẫn chưa thể xác định được là vì sao cô bị chết. Nhưng mà cảnh sát cho biết là cô bị giết và rồi bị chặt ra làm nhiều khúc. Một cái giải thưởng đáng giá 2.000 cũng được đưa ra cho ai cung cấp thông tin về cái vụ án này. Trong khi đó, thưa quý vị, chiều hôm nay khoảng 5 giờ chiều, ngay trong lúc này đó, thì chiếc máy bay của Thủ tướng Shinzo Abe Nhật Bản đang chuẩn bị đáp xuống phi trường của New York. Ông sẽ là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên để gặp ông Tổng thống đắc cử Donald Trump. Và có điều này cho thấy rằng là ông rất nóng lòng, ông Shinzo Abe rất nóng lòng, bởi vì Nhật Bản là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Và trong lúc mà vận động tranh cử đó, thì đích thân ông Donald Trump đã từng tuyên bố nếu ông lên làm Tổng thống đó, thì ông sẽ buộc Nhật Bản và Nam Hàn phải trả tiền. Vâng, thưa quý vị, để nước Mỹ này coi chừng dùm. Giống như là bên phía châu Âu đó, trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đó, phải đóng góp tiền bạc, chứ nước Mỹ là sẽ không thể nào mà tiếp tục tốn kém chi phí để mà bảo vệ các quốc gia khác được. Thì theo dự trù ngày hôm nay thì ông Shinzo Abe sẽ nói chuyện với ông Trump một cách là không có formal, có nghĩa là bởi vì họ đến New York, ông Trump bây giờ thì là tổng thống đắc cử, ông chưa vào tòa Bạch Ốc. Nhưng mà ông Shinzo Abe muốn gặp gỡ lần đầu tiên, ông chịu không đợi được nữa. Ông muốn gặp để hỏi xem rằng ông Trump sẽ có những cái hành động như thế nào, để cần có cái sự đoan chắc của ông Trump. Là ông Trump sẽ nói gì? Liệu rằng ông Trump có buộc Nhật Bản trả tiền hay không? Trả bao nhiêu tiền? Hay là đóng góp như thế nào? Mà chúng ta cũng biết đó, Nhật Bản và Trung Quốc, Nhật là một trong những quốc gia mua nợ của Hoa Kỳ nhiều nhất. Cho nên thực sự trên nguyên tắc đó, là Nhật cũng đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế của nước Mỹ. Mặc dù Nhật là có những cái phần kinh tế ở nước Mỹ này làm chủ khá nhiều những cái tài sản của nước Mỹ. Nhưng mà lý do là họ phải tiếp tục mua các công trái phiếu để nước Mỹ hỗ trợ trong quá khứ. Tuy nhiên có một cái điểm đặc biệt đó thưa quý vị. Đây là cái điểm rất là lạ. Họ nói đó, từ trước đó mỗi khi có một tổng thống mới đó, thì ngay lập tức Bộ Ngoại giao sẽ được báo cáo và sẽ nhanh
chóng để đưa ra những cái tin tức cho nước ngoài biết. Và nhất là ông Trump cũng phải cần được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ briefing, tức là nói qua về những cái diễn biến trên thế giới hiện nay cho ông Trump biết. Mà cho đến giờ phút này thì chưa có cái chuyện đó, chưa có cái chuyện mà cho ông Trump biết được là nỗ lực của ông Shinzo Abe hoặc là các hoạt động của các nước ngoài như thế nào. Bản tin ghi nhận đó, hiện nay các nhà lãnh đạo quốc tế đó họ cảm thấy hơi bồn chồn bởi vì họ vẫn chưa nói chuyện trực tiếp được với ông Donald Trump. Chỉ có mỗi ông Putin thôi. Mà ông Putin của nước Nga bây giờ đó đang gặp phải cái rào cản của một số các nhà lãnh đạo, nhất là Đảng Dân Chủ và kể cả một số thành viên của Đảng Cộng Hòa nữa, là họ không muốn ông Trump là quá gần gũi với Vladimir Putin. Và đồng thời, thậm chí đã yêu cầu ông Trump về vấn đề Cuba đó là hãy rút lại những cái mối ngoại giao mà ông Obama đã thiết lập. Cho nên chúng ta thấy ngay sau khi ông Trump đắc cử đó là Cuba đã cho dàn binh bố trận để tập trận đó. Là giống như một cái tiếng nói là đừng có nên xóa bỏ cái mối quan hệ ngoại giao mà họ đã lập được với Tổng thống Obama. Mà cho đến giờ phút này, thưa quý vị, những cái lệnh mà cho phép đi đến Cuba vẫn còn, rồi cho phép người dân chuyển tiền, rồi mua bán ở Cuba, xì gò, rum vẫn đang diễn ra. Bên phía Đảng Cộng Hòa thì lại chống đối cái việc này, bởi vì một số những cái nhà tranh đấu của Cuba đó cũng đã yêu cầu ông Trump là nên rút lại những gì mà ông Obama đã đặt ra được với đất nước Cuba, một quốc gia cộng sản này, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vào mới sáng ngày hôm nay thì có một cái đoạn video đã vừa được công bố lên trên mạng cho thấy là cảnh sát ở Arizona đã dùng vũ lực một cách không cần thiết với một người phụ nữ. Thì đây là cái video này, gia đình của người phụ nữ này đã được cảnh sát đưa lệnh trục xuất ra khỏi nhà. Thì có hai nhân viên cảnh sát được phái đến để mà nhìn xem những người này đi ra khỏi nhà và khóa cửa. Thế nhưng mà khi người phụ nữ bước ra thì có một nhân viên cảnh sát, quý vị thấy cảnh anh này ảnh giọng ngay vào mặt cái người phụ nữ này. Thì cảnh sát cho thấy là nói là họ nhìn thấy và nhận ra là người phụ nữ này cũng được lệnh là phải bị bắt giữ. Thế cho nên cảnh sát tiến tới định bắt người phụ nữ này, nhưng mà cô đã chống cự. Và rồi hình ảnh cho thấy là cô có giằng co với cảnh sát, cho nên là một nam cảnh sát đã giọng thẳng vào mặt của cô. Thì hiện nay cái đoạn video được quay bởi bạn trai của người này và gia đình của người phụ nữ đang chuẩn bị gửi đơn kiện sở cảnh sát của Flagstaff, Arizona. Và sở cảnh sát cho biết là họ sẽ sớm đưa ra lời giải thích cho cái hành động này vào chiều ngày hôm nay, thưa quý vị. Trong khi đó thì ông Eric Clapper, giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ, thưa quý vị, và cho biết ngày hôm nay với cuộc điều trần với Quốc hội, ông nói rằng ông đã nộp đơn xin từ chức. Trong cái bản tin của CNN ghi nhận đó, ông nói là trong cuộc điều trần, ông nói rằng tôi có 64 ngày nữa là rời khỏi nhiệm sở rồi. Và ông đùa, tôi khó lòng mà thuyết phục vợ tôi được nếu tôi còn ở lại thêm một ngày nào nữa. Vợ tôi là người không cho tôi. Vâng, thường thường những cái giới chức Hoa Kỳ khi mà rời khỏi nhiệm sở đó, họ hay thoái thác cái chuyện là gia đình lắm. Vâng, có những người đa số họ nói rằng đủ rồi. Với lại một phần đó, ông Eric Clapper, ông ở lại nhiệm kỳ là lý do là ông có thể, không nói rõ, nhưng mà làm việc với Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ trong thời gian qua đối với ông đã quá đủ rồi. Bây giờ đã chuyển tiếp sang một cái chính phủ mới của ông Donald Trump thì ông thấy đã đến lúc cần phải ra đi. Cho đến giờ phút này thì ban thành phần nội các của ông Trump vẫn chưa được tuyên bố, mặc dù ban vận động và cũng như là ban chuyển tiếp trong Tòa Bạch Ốc tuyên bố đó là thành phần nội các sẽ được tuyên bố có thể là nội trong tuần này. Và giới báo chí họ rất là nôn nóng muốn tìm hiểu xem ai sẽ là giữ vai trò. Chẳng hạn như là bây giờ đó, ông Eric Clapper đã rời khỏi ghế CIA rồi thì ai sẽ thay thế? Cũng như Bộ Nội an, Bộ Quốc phòng,
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bây giờ họ nói rằng là từ bữa tới giờ đó, từ khi mà ông Trump lên làm tổng thống đắc cử đó, bây giờ họ vẫn chưa nhận được bất cứ điện thoại nào. Họ cũng không biết được ai sẽ người thay thế ông Ash Carter, Bộ trưởng Quốc phòng vào lúc này. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị.